đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Lan chia sẻ nỗi vất vả của diễn viên trong mùa dịch bệnh Covid-19. Ngọc Lan đăng tải hình ảnh ở trường quay và cảm thán về đặc thù nghề nghiệp không thể đeo khẩu trang khi diễn trong mùa dịch Covid-19. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải bài viết cho biết vẫn miệt mài đi quay giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời cô cũng cho biết đặc thù công việc nên không thể đeo khẩu trang khi diễn. Ngọc Lan viết, cả đoàn đều đeo khẩu trang, chỉ có diễn viên là không. Cái nghề có khả năng lây nhiễm cao nhất, nhưng vì phim đang đi đến giai đoạn cuối nên bấm bụng cho xong, sáng giờ đoàn tụt mút nặng. Cũng rất cảm ơn nhà sản xuất trang bị đầy đủ xịt kháng khuẩn và rửa tay cho tất cả. Có cả đo thân nhiệt, đầu giờ và tất cả đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cầu mong mọi chuyện qua mau và tất cả nhân sự an toàn để về đích. Chúng ta chỉ còn 3 ngày, cố lên nào. Nữ diễn viên phim Kiều Nữ và Đại Gia cho biết thêm. Bài đăng của Ngọc Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè khán giả. Nhiều người cho rằng đặc thù của công việc nên diễn viên không thể vừa đeo khẩu trang vừa diễn xuất. Chính vì vậy, việc cũng khiến các nghệ sĩ có khả năng bị lây nhiễm cao nếu tiếp xúc với mầm bệnh. Bên cạnh đó, khán giả cũng mong Ngọc Lan hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt công việc diễn xuất. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trên thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và cuộc sống thường nhật, không riêng gì Ngọc Lan, trước đó nghệ sĩ Cát Tường và nhiều sao Việt khác cũng từng chia sẻ về vấn đề này. Phần lớn mọi người đều cho rằng cái khổ của diễn viên là không thể quay hình vừa đeo khẩu trang. Sau việc rao bán bất động sản vì không thể cầm cự trong mùa dịch, việc làm ăn ế ẩm trong 2 tháng qua từ trong nước đến nước ngoài khiến Nathalie buộc phải rao bán tòa nhà. Vào đầu tháng 3, trợ lý của Nathalie có xác nhận với truyền thông, nam ca sĩ đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ hơn 20 tỷ chỉ trong tháng 2. Và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù công việc kinh doanh không mấy khả quan, nhưng anh xác nhận bản thân rất lạc quan yêu đời. Với thông báo rao bán tòa nhà ở Pháp tối qua, chứng tỏ đại gia nghìn tỷ cũng đang rơi vào giai đoạn khó khăn giữa mùa dịch. Nathalie đứt ruột bán tòa nhà sầm uất ở Pháp. Nathalie được xem là một trong những nghệ sĩ thành công với con đường kinh doanh, sở hữu bất động sản trong nước lẫn quốc tế. Anh từng xác nhận về việc mình sở hữu nhà riêng ở Pháp. Vừa qua trên trang cá nhân, ông Hoàng Hàng Hiệu thông báo muốn bán tòa nhà ở Pháp do đang gặp khó khăn về tài chính. View từ tòa nhà của Nathalie có thể nhìn ra đường phố Pháp sầm uất, nội thất sang trọng bên trong tòa nhà 14 căn của Nathalie ở Pháp. Tòa nhà này gồm 14 căn ước tính 3.500 tỷ, căn thấp nhất có giá 100 tỷ. Nathalie chia sẻ, anh dự tính bán một căn trước trong tòa nhà để giải quyết tài chính, nhưng nếu có người mua cả tòa anh vẫn bán luôn. Giọng ca sinh buồn bã, buồn đời nên bán, dự án xây dựng một khách sạn xinh đẹp mang nhiều dấu ấn Việt chắc sẽ không được thực hiện tại đây. Nên mình bắt đầu bán từ từ, tòa nhà 7 tầng bao gồm 14 căn hộ và một mặt bằng kinh doanh 3 mặt tiền, trụ tại địa điểm có 102, hiên ngang giữa trung tâm Paris, ngay quảng trường Hotel The Valley. Và cách nhà thờ Đức Bà chỉ 200m, về vị trí thì ai đã từng đến Paris đều biết khu Hotel The Valley tòa thị trấn Paris, một trong những biểu tượng huyền thoại kinh đô ánh sáng, địa điểm không thể không tới dành cho khách du lịch. Đức trên quảng trường không phải là đức vàng mà là đức kim cương, tất cả các căn hộ đều có ban công, view nhìn chính diện tòa thị chính, phố Rivoli, sông Seine và nhà thờ Đức Bà, căn nhỏ nhất 3 phòng ngủ 135m², trần cao 4,2m, 2 phòng tắm và một bếp đầy đủ tiện nghi, 2 thang máy, trong đó có một thang máy riêng, lên thẳng phòng khách. Giá bắt đầu từ 3,8 triệu euro nhé, tình hình kinh tế hơi khó khăn, cơ mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ngọc Khuê bán gấp khách sạn 110 tỷ ở Sapa, giọng ca chuồn chuồn ớt được xem là một trong những nghệ sĩ kính tiếng về đời tư lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, cô gây choáng khi rao bán khách sạn Sapa có giá 110 tỷ đồng. Nhiều người cảm thấy trách ngợp trước độ giàu có lâu nay của cô. Trên trang cá nhân, Ngọc Khuê viết, giúp tôi tất cả là do Covid. Từ Tết đến giờ show chậu, show diễn theo cách nói nhân vật thì bị hủy nên tôi quyết định bán nhà để chạy ăn qua ngày. Theo chia sẻ, khách sạn mà nữ ca sĩ rao bán có diện tích 350m² với 58 phòng kinh doanh và 5 phòng phụ trợ. Tất cả hệ thống nội thất vệ sinh trong phòng đều là tiêu chuẩn 5 sao. Người ta thường hay bảo nhau giới showbiz rước dầu và thượng lưu quả là không sai. Trước Nathalie, Ngọc Khuê cũng có nhiều đại gia, thứ thiệt, sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ như Trần Bảo Sơn, căn hộ 200 tỷ, Ngọc Sơn biệt thự 100 tỷ, Lý Nhã Kỳ du thuyền 100 triệu. Vợ chồng du khách người Anh viết thư bày tỏ sự biết ơn sau 2 tuần cách ly ở Hà Nội. Chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc vợ chồng tôi rất tốt. Ông bà Kat và David
Butler bày tỏ trong bức thư tay. Mới đây, những chia sẻ sau 14 ngày cách ly tại Việt Nam của vợ chồng ông bà David và Kat Butler, hai du khách người Anh, được đăng tải thu hút sự chú ý của nhiều người. Bằng những dòng thư tay giản dị, họ củng cố thêm niềm tin vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Chúng tôi là cặp vợ chồng người Anh đi du lịch đến Việt Nam ngày 1 tháng 3 trên chuyến bay VN54. Sau 5 ngày tuyệt vời ở Hà Nội, chúng tôi được đưa đến bệnh viện Đống Đa để kiểm tra có nhiễm COVID-19 không, bởi có một cô gái người Việt được xét nghiệm dương tính về nước trên cùng chuyến bay với chúng tôi. Chúng tôi được thông báo và cách ly 14 ngày, nhưng cũng cảm thấy đỡ lo lắng khi kết quả xét nghiệm cả hai đều âm tính. Chúng tôi chưa bị nhiễm virus đó. Trang thiết bị của bệnh viện ở đây rất khác với ở Anh, tuy nhiên chúng tôi đã có tất cả những gì mình cần. Chúng tôi phải vất vả vì vấn đề ngôn ngữ cho đến khi tìm được một bác sĩ nói được tiếng Anh, người giúp chúng tôi rất nhiều và cung cấp đầy đủ thông tin. Hướng dẫn viên du lịch cũng hỗ trợ vợ chồng tôi một số đồ dùng mà những người đi du lịch thường không mang theo. Chúng tôi rất hiểu thực tế này, đây là điều cần làm trong hoàn cảnh hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện, cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc chúng tôi rất tốt. Tài khoản Kim Hương bình luận, bức thư này làm ấm lòng các bác sĩ và những công dân trên mặt trận chống dịch. Một tài khoản khác, không những làm hài lòng người Việt nhưng Anh cũng không chê gì được Việt Nam mình. Khách Tây bị cách ly và những cảm nhận chân thành, hẳn tất cả mọi người đến Việt Nam đều cảm nhận những điều này. Những bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện mới thấy ngành y nỗ lực đến thế nào. Những gì mà nhà nước và nhân dân đã và đang cố gắng làm được thật ấm lòng. Người ta khen Việt Nam mình đấy, vất vả mấy cũng thấy ấm lòng, chứ gặp mấy cô. Tôi có tiền tôi phải được ở bệnh viện Chợ Rẫy, hay dăm ba cái trò không chịu đi cách ly mà phải xếp động viên mãi mới đi thì nét cho dân làng người ta vui. Hoàng Trần Tú Anh bình luận, chúng ta nhất định sẽ thắng đánh trận này như những lần thắng trước đó. Hà Hồng Lan viết. Than thở ế xô vì Covid-19, nhưng đăng ảnh đi chơi Trấn Thành bị anti-fan chỉ trích, rảnh không làm từ thiện ngồi đó mà than. Trấn Thành bị anti-fan nhắc nhở chuyện làm từ thiện khi đăng ảnh đi cà phê than ế xô lên fanpage. Mới đây, trên fanpage hơn 11 triệu lượt thích, MC Trấn Thành có đăng tải một bức ảnh selfie cùng với bà xã Harry Won và nhiều sao Việt khác như Lê Giang, Trúc Nhân, Quang Trung. Quan sát bức ảnh có thể thấy được là họ đang ngồi uống nước cùng nhau trong một quán cà phê. Các nghệ sĩ diện trang phục đơn giản, vợ chồng Trấn Thành Harry diện đồ đôi chấm bi, Trấn Thành áo sơ mi chấm bi trắng đen, Harry Won chấm bi hồng đen, Lê Giang trẻ trung với áo thun đỏ. Dòng trạng thái kèm theo bức ảnh cũng gây nhiều chú ý. Nam MC siêu trí tuệ than thở chuyện ế xô khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Anh viết, ế xô na ơi là na, mày phá bà con dân làng không ai làm ăn được gì hết, ghét mày quá na ơi. Bài viết nhận về hơn 76.000 lượt like, hơn 1.500 bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn. Hầu hết các bình luận mong Trấn Thành và các nghệ sĩ trong ảnh được bình an giữa mùa dịch. Nhiều bình luận khác thì cho rằng đây là thời gian để các nghệ sĩ nghỉ ngơi sau khi miệt mài chạy show phục vụ khán giả. Nickname các lời bình luận, cẩn thận nha các idol tôi ơi, dịch bệnh tràn lan phức tạp, chúc cả nhà bình an nhé. Một bình luận khác, đại gia đình hãy nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, qua đại dịch lại tung ra sản phẩm độc đáo, chúc gia đình có nhiều sức khỏe. Tài khoản Hoài Sa quan tâm đến Trấn Thành, có thời gian xả hơi em mà, chị thấy lịch trình làm việc của em nhiều quá. Tài khoản Vũ Thu Hương có bài luận rất dài. Em nghĩ Việt Nam chúng ta bây giờ mới là sự khởi đầu, chắc còn phải chung tay chống dịch dài dài. Sức khỏe và con người chúng ta là quan trọng. Rừng còn thì lo gì không có củi đốt. Dịch tràn lan thế này thì không riêng gì bọn em mất xô, mà những người bình thường như bọn em mưu sinh ở ngoài công việc cũng bập bõm. Tất cả từ trên xuống dưới đều bị ảnh hưởng anh à. Hãy tự tin vào đảng và nhà nước. Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, có không ít bình luận nhạy cảm nhắc nhở Trấn Thành chung tay làm từ thiện giữa mùa dịch Covid-19 đang hoành hành và người dân miền Tây đang bị ảnh hưởng bởi nước mặn kèm hạn hán. Một bình luận kêu gọi Trấn Thành, Trấn xin có điều kiện về kinh tế mà không thấy ủng hộ đóng góp gì cho công cuộc phòng chống dịch. Hết dịch mới có show chậu mà chạy chứ. Những bình luận khác, tranh thủ nghỉ ngơi và nhớ chung tay giúp người dân miền Tây nha mấy em. Thời gian này rảnh có cơ hội mà không đi làm từ thiện, ngồi đó mà than cô na. Người hâm mộ Trấn Thành cũng có lời đáp trả lại anti-fan. Hiện tại Trấn Thành chưa có động thái gì trước những bình luận không mấy lọt tai. Những ngày gần đây rất nhiều sao Việt đã cùng chung tay đóng góp để giúp phòng chống dịch Covid-19 và người dân miền Tây bị ngập mặn, kèm hạn hán thiếu nước ngọt. Những cái tên điển hình như Hà Anh Tuấn, Kibo, Ngọc Trinh, Thủy Tiên, Công Vinh, Phi Minh Tú, Đông Nhi, ông Cao Thắng. Kibo quyết định ủng hộ 1 tỷ đồng để góp phần vào việc phòng chống dịch Covid-19. Hà Anh Tuấn ủng hộ 3 phòng cách ly áp lực âm có giá lên đến gần 2 tỷ đồng hỗ trợ điều trị chống dịch Covid-19. Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh quyên góp hơn 8 tỷ đồng giúp người dân miền Tây bị ngập mặn.
Ngọc Trinh lập quỹ góp được 544 triệu, cử đại diện trực tiếp tới miền Tây tặng máy lọc nước cho bà con vượt hạn và mặn. Ông Cao Thắng Đông Nhi góp 50 triệu cho người dân miền Tây, nhưng bị cư dân mạng mỉa mai vì quá ít. Minh Tú cũng bị mỉa mai khi quyên góp 10 triệu đồng. Trấn Thành đã không ít lần chung tay làm từ thiện. Trên các game show, nam nghệ sĩ thường xuyên ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn làm mình xúc động. Mới đây nhất, Trấn Thành cùng Lê Giang, Trúc Nhân, Quang Trung, Ali Hoàng Dương ghé ủng hộ quán ăn của nghệ sĩ Hoàng Lan khi nghe tin quán ấy ẩm giữa mùa dịch Covid-19.